Anh. Hiện tại mình đang là giảng viên của trung tâm đào tạo phát triển Barista Skill. Hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau tiến đến với món sản phẩm thứ hai trong chuỗi Finji cà phê Thailand. Đó là chính là Finji kem sữa. Để thực hiện được sản phẩm Finji kem sữa này, các bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ những công cụ, dụng cụ và nguyên liệu sau đây. Thứ nhất là về nguyên liệu các bạn cần phải có. Thứ nhất, sữa tươi không đường. Các bạn phải sử dụng sữa tươi không đường, tiệt trùng hoặc thanh trùng tùy ý. Tiếp theo là sữa đặc. Mình khuyên các bạn hãy sử dụng sữa đặc ngôi sao phương nam màu xanh lá cây. Rất nhiều học viên đã hỏi mình và có những bạn feedback lại là thầy ơi, em dùng sữa đặc ngôi sao phương nam màu xanh nước biển có được hay không? Nhưng mà theo mình đã test qua rất nhiều mẫu sản phẩm về sữa đặc thì ngôi sao phương nam xanh lá cây sẽ giúp cho cái hương vị cà phê của mình được nổi bật nhất, thơm nhất, đậm đà nhất và đạt được hương vị mà mọi người mong muốn. Bột thạch Koyaku để làm thạch cà phê. Cái phần thạch cà phê này trong clip trước mình hướng dẫn mọi người có thể tua lại xem lại clip ngay trước đấy về sản phẩm Finji hạnh nhân của mình nhé. Đường nước và không thể thiếu được đó là cà phê phi. Tiếp theo về công cụ dụng cụ các bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ, đó là một cốc định lượng 500ml, các bạn sẽ đo một thìa khuấy và đá. Và ngay sau đây mình và các bạn hãy cùng nhau thực hiện món Finji kem sữa này nhé. Để làm được món Finji kem sữa này thì các bạn cần phải chuẩn bị đầu tiên, bước thứ nhất, các bạn hãy lấy thạch cà phê vào trong đáy cốc. Cái phần thạch cà phê này các bạn lấy khoảng tầm 30-40g tùy theo định lượng nhé. Và các bạn có thể thái sợi hoặc cắt theo khối hạt lựu 3x4. Mình thì mình không thích kiểu thái sợi của Highland, mình sẽ cắt thành dạng hạt lựu của mình nhé. Mọi người có thể lựa chọn cách cắt thạch như nào tùy ý. Đó, mình sẽ lấy trước một phần thạch. Bước thứ hai, mọi người thường sẽ cho sữa đặc, sữa tươi, đường và khuấy cùng thạch. Nhưng mà như thế, thạch của mọi người nếu mà khuấy không cẩn thận sẽ bị nát. Thì để cái bước này nó an toàn nhanh gọn hơn thì mọi người hãy đo tất cả nguyên liệu sang một chiếc đo khác, khuấy đều, thêm đá và đổ vào. Ở đây thì các bạn sẽ đo cho mình 90ml sữa tươi không đường, 15ml sữa đặc, 15ml đường nước, 15ml đường nước. Sau đó dùng thìa khuấy đều lên cho mình. Bước tiếp theo, các bạn thêm đá bi. Các bạn lưu ý nhé, đá bi mình sẽ cho một phần trước thôi, bởi vì tí nữa mình sẽ còn phần cà phê và cái phần kem sữa. Đó, các bạn xót hỗn hợp này vào cho mình. Có thể thêm một chút xíu đá. Bước tiếp theo, các bạn xót cho mình cà phê phi. Nếu các bạn cảm thấy hơi hụt thì có thể cho thêm một chút xíu đá. Hãy cố gắng để cho khách hàng còn một phần để ta còn khuấy cốc cho mọi người nhé. Và phần cuối cùng là kem sữa. Ở phần kem sữa này thì ở trong clip lần trước mình đã hướng dẫn rồi, thì phần kem sữa này các bạn sẽ có hai lựa chọn. Với những người nào mà theo cái chủ đích mà muốn cái hương vị nó mặn, béo ngậy như của Highland, các bạn có thể dùng brick và muối đánh lên. Còn phần kem sữa này thì mình sẽ sử dụng là 150ml sữa tươi, 60ml sữa đặc và 30ml kem brick mình đánh lên. Cái hỗn hợp này thì sẽ là rầm cho 3 cốc, thế nên là ở cái phần này thì mình sẽ rót khoảng tầm từ 30-40ml kem sữa mà thôi. Bạn sẽ rót lên trên cùng cho mình nhé. Đó. Và cuối cùng, mình thì mình thích cái lớp form kem mặn này, nó trắng xóa nhìn rất là đẹp. Các bạn nào thích có thể rắc thêm bột chocolate lên cũng được, nhưng mà mình sẽ không rắc nữa. Vậy là qua những cái bước đơn giản, mình và các bạn đã hoàn thành được món Finji kem sữa này rồi. Sản phẩm hình thành sẽ có một tầng sữa tươi, kèm sữa đặc, đường ở bên dưới. Tiếp theo là phần cà phê và phần trên cùng là phần kem sữa, phân thành 3 tầng rõ rệt. Phần cuối cùng của bạn là thạch để bên dưới. Với sản phẩm Finji kem sữa này, yêu cầu của phần kem sữa là các bạn phải đánh đến khi nào các bạn rót lên một phần nước lọc ấy mà không có đá, mà cái phần nước lọc này nó lạnh
mà phần kem sữa nằm được hoàn toàn trên bề mặt, không bị chảy dòng xuống, thì đấy mới là phần kem sữa hoàn thiện. Các bạn thử nhìn trên sản phẩm final cuối cùng này, đó phần kem sữa chưa? Đó, vậy là mình và các bạn đã cùng nhau hoàn thiện được món Fiji kem sữa này rồi. Hy vọng rằng với món Fiji kem sữa thì các bạn sẽ có thêm được một món để bổ sung vào menu của người trong chiến dịch cà phê mùa hè sắp tới nhé. Mình là Đức Anh, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Các bạn hãy nhớ like và subscribe cho kênh lớp học đào tạo phát triển Barista Skill nhé. Tạm biệt mọi người.